Chào mừng các bạn đến với kênh Tô Full Review. Đây là video truyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 4110 đến 4114. Tập 4110. Mắt gặp cửu hỏa thần điện đám người không ngăn cản nữa, diệt thần các người một đường thông suốt không trở ngại, đi tới cấm địa thần trước cửa. Vậy một nơi không gian bên trong hung hiểm dị thường, cho dù là vòng ngoài cũng không thể khinh thường. Cửu thiên thần viêm lực lượng 10 phần quỷ dị, lửa độc lực sẽ thông qua không gian khí nhập thể nhất định phải chú ý. Phượng Viêm Cửu luôn mãi dặn dò, Thái Thần tu vi mạnh hơn so với hắn, tự nhiên không cần lo âu, có thể Diệp Thần cùng Chu Uyên, rất dễ dàng trước liền nói. Không sao, ta đã thấy qua. Diệp Thần hồi tưởng lại ban đầu Thánh Thiên Thần Hỏa ở đó một thần bí mang ra khỏi đời, vô số võ giả hai trong mắt đỏ đồ sát đao vung hướng người mình cảnh tượng. Ngay tại Chu Uyên ngẩn ra để gặp, trước mặt ánh sao đã toát ra đậm đà không gian hơi thở, mấy người thân hình dần dần mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn tiêu tán, mấy hơi thở sau đó diệp thần chỉ cảm thấy chân hạ từng tầng từng tầng sóng nhiệt vọt tới đánh thẳng ngực vào mắt dõi mắt nhìn lại cụm núi tới giữa chơi trụi khắp nơi tràn đầy cát vàng vừa nhìn bao là màu vàng không gặp chân trời thế giới bên trong chu vi ngàn dặm tới giữa không cảm giác được bất kỳ sinh linh hơi thở thần bí này cấm địa cửa đem mấy người hoàn toàn phân tán ra dũng động nhóm cát giống như là phú có sinh mệnh lực vậy hướng diệp thần quấn quanh đi diệp thần con người đông lại một cái vậy là không dám khinh thường chống cự Thiết ngai vàng, sắt thép sao trời, mở. Diệp thần lúc này một tiếng hét điên cuồng, cả người linh khí nổ, thiết ngai vàng hơi thở, hòa lẫn hồng mông lớn tinh không hơi thở, ngay tức thì nổ bể ra, hình thành một phiến khoáng đạt sao trời. Cái này phiến sao trời, thấu bắn ra ánh sao, nhưng mang sắt thép vậy lạnh lùng uy nghiêm, một chiếu dọi xuống tới, nhất thời để cho được chung quanh hết thảy, đều bắt đầu thiết hóa. Có thể thiết ngai vàng lực lượng chỉ có thể kiên trì một lát, vô tận sấm sét và ngọn lửa ở trong hư không phun trào. Quả nhiên, Phượng Viêm Cửu tiền bối nói không hoa. Tiếng chuông rơi xuống đất ổn định tâm thần Diệp Thần chưa tới kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy luân hồi huyết mạch một hồi dị động, màu đỏ tươi ánh sáng quỷ dị lóe lên, sáng vô cùng, đem hắn thân xác ánh chiếu ra dũng động sông máu. Rắc rắc. Vậy cổ đau tê tâm liệt phế cảm lần nữa hiện lên, chợt một cái nối liền võ đạo luân hồi đồ thế giới giới vách đá bị mở ra. Ở một phiến tàn tạo suy bại thế giới bên trong, không gặp nữ đế bóng người, mất đi cho tàn chỗ sâu, một đạo tử mang như ẩn như hiện, đó là tiểu kỳ lân yếu ớt chập chờn oanh màu vàng kim sấm sét đột nhiên từ diệp thần bên người ngương hình chỉ là một cái chớp mắt liền ẩm ẩm rơi xuống võ đạo luân hồi đồ diễn xanh thế giới nhỏ bản sẽ tùy diệp thần ý niệm trưởng thành hôm nay hắn gặp nạn trong đó thiên địa cũng đang sụp đổ không màu tím kỳ lân máu dòng nước chảy ở vô tận bụi bậm bên trong mất đi thiên địa cộng trắng xám một màu vậy duy nhất tia máu làm được diệp thần trong lòng dễ lên cơn giận đốt trời nhưng vào lúc này huyết hoàng tộc nữ đế bóng người trôi giạt tới một bộ xinh đẹp quần đỏ kéo diệp thần toàn bộ sự chú ý tuyệt đẹp gương mặt bên trên khơi màu lau một cái yêu mị độ cong thùy bộc vậy ba nghìn tóc xanh tán loạn sau ót xốc xích lại diêm rúa điên đảo chúng xanh đẹp nữ đế đưa ra hai cây ngón tay thon dài nhàn nhạt nói phế vật ở chỗ này không nên dùng những công pháp khác ngươi không nên đem mình làm luân hồi chi chủ ngươi phải đem ngươi làm một cái lửa tu thuần túy lửa tu tận lực dùng ngươi đạo linh lửa hoặc là dung hợp trong đó thánh thiên thần hỏa đông một tiếng rên Diệp Thần bị chỉ một cái đánh được suýt nữa thần hồn vỡ vụn, lần nữa phục hồi tinh thần lại. Như là thấy vô số màu vàng kim gông xiềng từ trong cơ thể hắn phá vỡ ra thịt tách ra ra, liền máu bên trong đều là ổn có một chút nhàn nhạt, nhạt màu vàng. Nào còn có tình cảnh lúc trước, hết thảy các thứ này đều là lửa độc đang làm ma, thật là khủng khiếp lửa độc. Có võ tổ đạo tâm và luân hồi thánh hồn thiên diệp thần đều là suýt nữa trước liền nói, thánh thiên thần hỏa căn nguyên lực không ngừng di động tại diệp thần quanh thân mỗi một chỗ huyệt vị thối cốt đau làm hắn hàm răng đều là suýt nữa cắn nát thẳng đến sinh trưởng ở máu thịt bên trong màu vàng gông xiềng dần dần rút đi hóa thành từng luồng yếu ớt lửa mang rồi sau đó hoàn toàn bị luyện hóa hầu như không còn vô chủ ngọn lửa đều có như vậy lực lượng bá đạo diệp thần một hồi kinh hãi đây cũng không phải là ảo cảnh mà là do tim xanh manh nha hạt giống bị cửu thiên thần viêm đốt lửa độc công tâm cũng may kịp thời thanh tỉnh lại nếu như chậm một chút nữa cửu thiên thần viêm lửa độc hạt giống khắc vào xương tủy thần tiên khó cứu dù vậy, bây giờ Diệp Thần đều cảm giác toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều là đang run rẩy, kinh mạch giống như bể thành bụi phấn vậy di động ở mạch lạc lúc đó, chịu nhiều đau khổ. Được nhanh lên hội hợp mới được. Diệp Thần đứng dậy phất đi quanh thân phân bố cát vàng, cuối cùng một chút thần viêm lực bị Thánh Thiên Thần hỏa căn nguyên nơi chặt đứt, hắn mâu gian giấy lên màu đỏ tươi lửa cháy mạnh. Ngay tức thì xem thấu đầy trời bay tán loạn cát vàng, phân bố cửu thiên thần viêm lực thế giới bên trong, một tiếng thống khổ tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên hấp dẫn Diệp Thần chú ý. Chu Uyên hắn ở một góc bên trong thấy được chu uyên quật cường hình bóng trên thân thể đã ngưng tụ thành một tầng màu vàng kim cắt giáp khe hở gian chấm đỏ thấm tràn ra đó là lửa độc công tâm dấu hiệu chu uyên cũng không xem diệp thần như vậy có thánh thiên thần hỏa và luân hồi thần thân thể hộ thể lửa độc một khi hoàn toàn bùng nổ lấy hắn tu vi trong phút chốc sẽ bị lửa độc xé thành mảnh vỡ ầm thời khắc mấu chốt diệp thần xuất hiện ở chu uyên sau lưng một trường vỗ vào chu uyên sau lưng một chút đạo linh lửa lực tràn vào chu uyên kinh mạch kỳ đau làm được hắn tỉnh hồn lại công tử, ta đây là ở đâu? Chu Uyên mới vừa muốn nói gì, trong nháy mắt đau nhức xông lên đầu cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ ý thức, hắn lúc này liền là kêu lên một tiếng, quỳ sụp xuống đất, Diệp Thần nhìn một hồi co quắp nhưng lại không nói tiếng nào thiếu niên, lúc này mới yên lòng. Yên tâm đi, ngươi không có chuyện gì. Một hồi lâu sau, gặp tên liệt ngã xuống đất như chó chết vậy Chu Uyên co rút một tí, Diệp Thần cười một tiếng, trêu gẹo nói: "Công tử, địa phương quỷ quái này thật muốn mệnh." Chu Uyên nói xong chính là đứng dậy, còn không đứng vững, lảo đảo một cái lần nữa ngã quỵ, nhìn Diệp Thần đưa tới tay phải, hắn vui vẻ cười to đứng lên. Xa xa sa mạc bên trong, tục tăng người đàn ông phun một cái nước miếng, áo quần lam lũ cũng ở đây tuyên cáo người này lúc trước trải qua cái gì. Hắn bỏ rơi vung vậy bị cắt vàng dưới che giấu một đầu màu lửa đỏ mái tóc dài, lẩm bẩm, ta thành tựu cửu hỏa thần điện người, mỗi một lần tới cũng được trải qua một phen, thật là không biết làm sao. Oanh, một đạo trùng tiêu tử mang lấn ác cửu thiên thần viêm cháy hơi thở trực bức chân trời tuy là bên ngoài cấm địa vây thế nhưng khí thế kinh người ước chừng lan tràn vạn dặm không ngừng ở bên kia sao phượng viêm cửu mong hướng tây bắc đó là thái thần cho mấy người phát ra tín hiệu ở nơi này bao la giữa trời đất cũng chỉ có hắn có này chờ thực lực công tử là sư tôn sa mạc ngoài ra một góc bên trong chu uyên cùng diệp thần đều là bị cái này vô cùng khí thế chỉ dẫn nhìn về hướng tây bắc sa mạc chỗ sâu trước cùng thái thần bọn họ hội hợp sau một nén nhang mấy người rất nhanh hội hợp sau đó chính là không ngừng đến gần khu vực nòng cốt cả tòa cái gọi là cấm địa bên trong đã bị cửu thiên thần viêm lực lượng đốt cháy vô số năm cho dù là trong đó tinh thần đại nhật đều đã hóa thành phấn vụn vô biên sa mạc đều là bị bốc hơi hầu như không còn cái này vùng thế giới nhỏ bên trong bị cắt rời thành vô số khối sụp đổ không gian mảnh vỡ chân đạp mặt đất nhìn xa đi dương mắt gian trước mắt đều là không gian vết rách chỗ lóe lên nhỏ mang kinh khủng kia lực cắn nút còn đang không lúc nào không ngừng nghỉ ở biến dạng cái thế giới này bước ra một bước trước mặt vốn là bể tan tành không gian lại là vặn vẹo cho người một loại thiên địa đảo huyền cảm giác nóng rực nhiệt độ liền phượng viêm cửu đều là đầu đầy mồ hôi đầm đìa mỗi tiến về phía trước mấy bước chính là miệng to thở hồn hển đáng ghét chu uyên lại là hàm răng cắn lạc lạc vang dội gây go nhưng lại thẳng bóng người lảo đảo đi theo thái thần không có đi giúp hắn nơi đây uy áp kinh khủng vừa vặn có thể giúp hắn đột phá cổ trai. Dần dần đến gần khu vực nòng cốt, Diệp Thần bực mày râu nhỏ chọn, cái này cửu thiên thần viêm dáng điệu, cho dù là ngày xưa thánh thiên thần hỏa căn nguyên cũng không bằng vạn phần, mặc dù là một chút ngọn lửa, nhưng là tiên đế viêm không thể nghi ngờ. Nơi này không gian, chính là tông chủ sưu tập cả tòa huyền yêu vực nhất là kiên cố vật liệu làm bằng tạo, có thể chỉ là vạn năm thì trở thành như vậy. Phượng Viêm cửu trầm giọng nói. Nơi này sắp sụp đổ, lại có một ít ngày giờ cái thế giới này vậy sẽ hoàn toàn vỡ nát. Đến lúc đó dù là thần viêm không tắt, có ý thức nó vậy sẽ tự đi rời đi, tìm một chút để mặc lửa tu ký chủ. Diệp thần nói tiếp, đối với cái này cùng hung hãn đế viêm, muốn làm hắn thần phục, cơ bản có thể nói là tuyệt không khả năng. Vẫn là khinh thường cửu thiên thần viêm sao? Diệp thần giờ phút này trong lòng cũng không có 10 phần chắc chắn, hắn đưa tay dò hướng vùng đan điền, cảm thụ đạo linh lửa nhan tuyển nhi tồn tại. Nhan tuyển nhi hấp thu thánh thiên thần hỏa, Nàng đối với ngọn lửa không thể nghi ngờ nhất vì rõ ràng. Nhưng đối với loại cấp bậc này ngọn lửa, Diệp Thần không nhận là Nhan Tuyền Nhi có thể nắm trong tay. Hắn suy nghĩ một chút hay là hỏi nói, "Nhan Tuyền Nhi, ngươi có lòng tin sao?" Nhan Tuyền Nhi do dự hồi lâu, cũng không khẳng định trả lời, mà chỉ nói, "Công tử, chú ý, ngọn lửa này rất mạnh." "Không quá ta nếu thật có thể hấp thu, đối ngươi thực lực cùng với luân hồi huyết mạch cũng có rất nhiều chỗ tốt." Đến lúc đó Thái thượng công đức chiến chúng ta tất nhiên bắt lại thứ nhất. Được, Cửu Thiên Thần Viêm. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, nóng giực con người bên trong thoáng qua vẻ kiên định, nhất định phải bắt lại nó. Theo không ngừng đi sâu vào, áp lực cũng là bộc phát khủng bố, Diệp Thần cảm giác được trong bóng tối một đôi trong mắt đã nhìn chăm chú mình rất lâu. Nó ở ẩn núp, không có thăm dò kẻ địch lai lịch trước, tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Phốc thông. Chu Uyên lại vậy không kiên trì nổi, một cái chồng thân ngã xuống đất thời khắc này chu uyên đã sớm bị mồ hôi cùng dưới da dỉ da đỏ tươi ướt liền ngước mắt đều là giống như giơ lên một ngọn núi lớn vậy nặng nề chu uyên ngươi đối võ đạo theo đuổi ngọn lửa thật ra thì cũng là võ đạo một loại ngươi ở chỗ này thật tốt cảm ngộ chuyện kế tiếp liền giao cho ta nhìn diệp thần nụ cười hắn giờ khắc này mới là yên lòng trầm trầm ngủ đi thái thần tiến lên đưa tay phủ hướng đệ tử mình chán chờ chu uyên hóa thành lau một cái lưu quang biến mất không gặp thằng nhóc này cùng ngủ vừa cảm giác dậy, sợ rằng lại sẽ đột phá chứ. Diệp thần cười nói, sáng rực võ hồn đặc thù chính là ở chỗ này, võ đạo chi tâm không phá, đường tu hành không trở ngại. Cái gọi là cổ trai, ở Chu Uyên nơi này, căn bản không phục tồn tại. Bèo. Mọi người ở đây hơi vừa buông lỏng để gặp, phân bố không gian vết rách khe hở bên trong thoáng qua một chút màu vàng kim lửa mang. Ở bên kia. Phượng Viêm Cửu liền hiểu rõ qua Cửu Thiên Thần Viêm lực lượng, bằng Diệp Thần trước mắt tu vi, tuyệt không khả năng thả ngạnh hám. Ba người hướng cấm địa chỗ sâu lao đi, ba đạo lưu quang phá vỡ hư không, ngay trước mắt chính là ngàn dặm xa. Rắc rắc. Một tiếng vang thật lớn, trước mặt trùng núi trùng điệp ngay tức thì sụp đổ ngã xuống, bể tan tành núi đá chưa đập xuống mặt đất, chính là bị đỉnh đầu một vòng màu vàng kim đại nhật nơi bốc hơi lên hóa thành từng luồng khói xanh tiêu tán ở vô hình. Hơi ấm còn dư lại như vậy khủng bố, vạn vật liền bụi bậm đều không từng bỏ ra, chính là bốc hơi hầu như không còn. Liên liên diệp thần trong cơ thể, đều có bộ phận luân hồi máu tươi ở ở một chớp mắt kia nhìn thấy màu vàng lửa mang thời điểm sao động trình độ cao nhất nếu không phải nhan tuyền nhi bảo vệ tâm thường bách già cảnh cường giả đã sớm theo cụm núi tiêu vẫn suy rồi lại là một tiếng giòn giã dưới chân mặt đất giống như là con chăn lột xác lân vậy thành phiến chóc ra rơi vào bao la dưới đất vực sâu bên trong lực lượng thật là đáng sợ thế giới này chống đỡ không được bao lâu diệp thần nhíu mày còn không thấy được cửu thiên thần viêm liền đã có kinh khủng như vậy uy thế cửu hỏa thần điện một vị kia phượng viêm cửu trong miệng tông chủ có thể mang theo lửa này hạ xuống huyền yêu và cũng phong ấn ở này nhưng lại gặp thần thông nó ẩn thân ở đó vô tận vết nứt không gian bên trong mượn hỗn độn hơi thở che giấu tự thân khí cơ ta bắt không tới tung tích của nó diệp thần lắc đầu một cái trong hư không một vòng kim ngày cũng là cửu thiên thần viêm nơi biến ảo ra thế nhưng chỉ là một món hơi ấm còn dư lại vẩy chiếu mà thôi thái thần cùng phượng viêm cửu nhướng mày một cái ở nơi này phong ấn thế giới bên trong cùng cửu thiên thần viêm do chiến thắng bại khó liệu càng xính bàn về bắt sống cửu thiên thần viêm mới vừa một tiếng vang thật lớn kèm theo mà đến mơ hồ có tám đạo hơi thở hóa thành một món hắc vụ dung nhập vào ản đạm tinh không lặn xuống nhập cầm đầu cụ già thân thể còng lưng hơi có vẻ thấp bé cái đầu đặt ở thái thượng thế giới bất kỳ một người nào địa phương đều sẽ không dụ cho người chú ý là một cái như vậy tướng mạo xấu xí lão đầu sau lưng như là ước chừng thua lập bảy vị vô lượng cảnh trung kỳ cường giả tập bốn lão đầu này chính là cửu hỏa thần điện phó điện chủ trừ đi vậy đang bế quan đánh vào cảnh giới cửu hỏa thần điện điện chủ cũng chính là phượng viêm cửu trong miệng tông chủ ra hắn chính là cửu hỏa thần điện dưới mắt người nói chuyện cửu hỏa thần điện ở huyền yêu vực danh tiếng một mực không nhỏ vô luận bất kỳ nhất tộc đều không nguyện trêu chọc nếu nói là đan vực chính là đan sư thánh địa như vậy huyền yêu vực coi như là yêu tộc rất nhiều vương giả một trong cửu hỏa thần điện mới có thể có hôm nay địa vị vị này sắp phạt quả quyết cụ già tuyệt đối cư thủ công hắn tên chữ ở thái thượng thế giới bên trong bản thân chính là một cái uy hiếp Phượng Vô Cụ già. Vô tận năm tháng trước, Cửu Thiên Viêm Đế thần bí sau khi biến mất, bị trục xuất cái này nhất tộc vừa mới đến Huyền Yêu vực, gặp phải địa phương thế lực vây công bài xích. Cả người tu vi thông thiên triệt địa cụ già ở một ở giữa đêm huyết tẩy Huyền Yêu vực rất nhiều thế lực, bỏ mạng ở trong tay vô lượng cảnh hậu kỳ, liền vượt qua hơn 10 vị. Từ đó nhất dịch, Huyền Yêu vực bên trong không người còn dám cùng Cửu Hỏa thần điện chống đỡ, dù là hôm nay cao tuổi, danh tiếng kia như cũ đè được một cái thời đại không cách nào ngẩng đầu. Diệp thần sao? thời khắc này phượng vô cụ già ánh mắt bình tĩnh một bộ áo bảo đen ở nơi này mất đi thế giới bên trong chút nào không dễ thấy hắn thiếu nhìn phương xa lãnh đạm bóng người nhẹ giọng mở miệng phía sau lão nhân mỹ phụ trong mắt trong nháy mắt người này dị bẩm thiên phú trên mình pháp bảo cũng không nhỏ có cần hay không điều tra một phen không cần điều tra hắn chính là đời này luân hồi chi chủ luân hồi chi chủ liền vô thiên và vũ hoàng cổ đế đều khó chu diệt hắn là đại khí vận người ai có thể nghĩ tới như vậy tu vi lại mưu toan khuấy động thái thượng thế giới mưa gió. Phượng Vô Cụ già lời nói bình tĩnh, nhìn chăm chú phương xa Diệp Thần hình bóng, không biết hắn ý nghĩ trong lòng. Phượng Vô phía sau lão nhân một tên cửu hỏa thần điện trưởng lão giờ phút này như là mở miệng nói, cho dù hắn lớn lên, không thể luân hồi chi chủ thanh danh, có thể trước một đời luân hồi chi chủ, kết quả có thể không tốt lắm. A. À, Phượng Vô Cụ già lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một cái, tựa hồ ở quấn quýt tại loại nào đó lựa chọn, chợt nhẹ giọng nói, cũng được cho dù là thân trong lòng rất nhiều nghịch thiên cơ duyên nhưng tu vi quả thật quá nhỏ yếu chút phượng vô cụ già líu díu một tiếng bằng hắn lực lượng không cách nào hàng phục cửu thiên thần viêm còn như lão cửu cụ già áo bảo đen trong lòng rất là rõ ràng phượng viêm cửu thực lực tính cách mặc dù có hắn tương trợ diệp thần như nhau không có chút nào phần thắng người mỹ phụ giờ phút này mở miệng nói bên người hắn người nọ không có lai lịch thân phận thái thượng thế giới bên trong cha không người này sẽ hay không có vấn đề nếu thật là đến từ thái thượng thế giới một ít thế lực lớn sợ rằng sẽ xảy ra đổi không sao hắn rất mạnh nhưng ta như muốn giết hắn liền tính ta thương thế còn không khôi phục cũng có thể tùy tiện làm được khi chàng cường đại đè được phượng vô phía sau lão nhân mấy người đều là thấp mi thánh thiên thần hỏa căn nguyên không cách nào chóc cái thằng nhóc đó như thì không cách nào hàng phục thần viêm ta liền tự mình ra tay đem hắn đoạt xác người mỹ phụ trầm ngâm hồi lâu mở miệng hỏi nói lúc nào động thủ không gấp thần viêm vậy cảm nhận được liền chúng ta đến đây đối với nó mà nói đồng dạng là một cơ duyên nếu có thể chiếm đoạt chưa lớn lên thần hỏa nó liền có thể thoát khỏi chúng ta nắm trong tay cùng cửu thiên thần viêm không kiềm chế được tự nhiên sẽ xuất thủ bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau phượng vô cụ già nhàn nhạt nói một nhóm tám người nhìn chăm chú phương xa diệp thần lần nữa rung vào mất đi hắc ám bên trong biến mất không gặp hình ảnh quay về diệp thần bên này âm thầm có thể có người ở nhìn chăm chú liên cửu thiên thần viêm cũng đang kiên kỵ diệp thần mặc dù không cảm giác được bất kỳ khí tức gì nhưng trực giác nói cho hắn nơi này không đơn giản luân hồi chi chủ lúc nào như thế kinh sợ tức hải bên trong một đạo mị tiếng vang lên diễu diễu nói chính là nữ đế diệp thần cười khổ một tiếng đại tỷ hết thảy các thứ này không là dựa theo ngươi yêu cầu tới sao ngươi không xuất hiện dựa hết vào thái thần tiền bối một người khó khăn chống đỡ đại cuộc oanh Diệp Thần chỉ cảm thấy bụng một hồi đụng, quặn đau làm được hắn sắc mặt một hồi thanh hoàng. "Không có lễ phép tiểu tử, ngươi hẳn tôn xưng ta là nữ đế tỷ tỷ. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi kêu trời nữ tỷ tỷ? Ta còn không bằng thiên nữ sao?" Không rõ cho nên Phượng Viêm Cửu thấy Diệp Thần khác thường, vội vàng mở miệng hỏi. Diệp Thần ước chừng là hướng về phía hắn nhẹ nhàng khoát tay một cái, gạt bỏ một cái nụ cười khó coi tỏ ý không việc gì. Một bên thái thần nhiều ít đoán được một ít đầu mối ở thí thần địa ngục cùng tà long chu hồn kiếm đánh một trận bên trong hắn là gặp qua huyết hoàng tộc nữ đế mặc dù không rõ ràng cái này nữ đế và diệp thần đạt thành hiệp nghị gì nhưng dưới mắt xem ra là bạn không phải địch thậm chí thái thần mình cũng hoài nghi ở phía trước trước đợi mỹ phụ kia người giao chiến bên trong cố ý bại lộ thần hỏa bổn nguyên cử động vốn là diệp thần tận lực mà là yên tâm đi ta nếu để cho ngươi thả ra tín hiệu tự nhiên có ứng đối phương pháp huyết hoàng tộc nữ đế thanh âm truyền ra Nói tiếp, có vậy một chút thần viêm, thần hồn của ta cũng có thể khôi phục một ít, đối ngươi cũng có ích. Ai trước không kiềm chế được, ai liền rơi vào hạ phong, ta đợi hồi từ sẽ xuất thủ, ở chỗ này trước, ngươi trước hết sức còn sống đi. Huyết hoàng tộc nữ đế hơi hợt giọng để cho Diệp thần thiếu chút nữa thì muốn nổ tung, trước, trước còn sống. Là ở một đám vô lượng cáo giả vây trận tính toán dưới. Địch không nhúc nhích, ta không nhúc nhích. Diệp thần hít sâu một hơi, hướng về phía phượng viêm cửu nói hắn có thể bình tĩnh phải ở cửu thiên thần viêm không có ra tay trước âm thầm người vậy tuyệt sẽ không ra tay không biết qua bao lâu ở thần bí này không gian bên trong thời gian trôi qua luôn là lặng lẽ không hơi thở rắc rắc một tiếng nhỏ xíu tiếng vang vang vọng ở cái này vốn là yên tĩnh giữa trời đất giống như treo trâu rơi xuống đất làm được diệp thần các người thần kinh căng thẳng vốn là vỡ vụn thành vô số khối ở giữa thiên địa vậy u ám khó lường không giữa khe hở bên trong lại là chảy lộ ra vô tận sán màu vàng chất lỏng đang không ngừng bắt đầu lan tràn về phía chân trời bên ngoài xanh liệt vốn là không vững chắc thế giới bất quá đã lâu ở diệp thần mấy đỉnh đầu của người chỗ Lao một cái hình tròn màu vàng vầng sáng chậm rãi ngưng hình thái thần cũng là thời gian đầu tiên nhắc nhở chú ý dồn dập hai chữ bật thốt lên giống như là hô ứng liền thiên địa vậy cả tòa bên trong không gian bỗng nhiên cuốn lên vô tận gió bão hướng diệp thần các người tàn phá tới thấy một màn này Diệp Thần khóe miệng vạch qua lau một cái nụ cười ý vị thâm trường, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, Cửu Thiên Thần Viêm. Nhan Tuyền Nhi, giúp ta giúp một tay. Hôm nay ta không phải luân hồi chi chủ, ta là một tên đơn thuần lửa tu. Hắn hai tròng mắt bên trong tràn đầy xinh đẹp đỏ tươi, hơi thở bạo tăng, chiến lực cũng là sau đó tăng vọt, một tôn màu máu phượng hoàng vỗ cánh lên, hướng gió bão trung tâm phòng tới. Ngọn lửa thật là bá đạo. Bị Nhan Tuyền Nhi bao gồm Diệp Thần, đã có thể tùy ý hóa thành huyết hoàng chân thân toàn lực chinh chiến hơn nữa sẽ không giống lúc trước tu vi chưa đủ mà đưa đến linh hồn lực bị thánh thiên thần hỏa nơi dẫn dắt mà mất đi ý thức luân hồi thánh hồn thiên bá đạo ở chỗ này thể hiện trong nháy mắt cửu thiên thần viêm nóng bỏng uy áp không ngừng đánh tới liền hắn tầm mắt đều có chút mơ hồ mở không chỉ là tự thân ý chí dao động hay hoặc là không gian vặn vẹo suy rồi màu vàng kim gió bão càng ngày càng nghiêm trọng trung tâm chỗ huyết hoàng bị một đạo đạo kim sắc cương phong cách kim loại đầy trời đỏ tươi rơi xuống đốt dưới chân yên tĩnh vực sâu không thấy đáy oanh cửu thiên thần viêm màu vàng gió bão đem nơi này không gian lửa đốt mặc liền không khí đều là tràn ngập một chút rực rỡ kim mang ở giữa thiên địa thái thần cùng phượng viêm cửu trong mắt ngưng trọng hai người hóa thành lau một cái lưu quang cũng là trào hướng trong hư không gió bão chỗ thời khắc này thế giới hóa thành hai cái cực đoan trên bầu trời lửa cháy mạnh vô biên lóe lên kim mang chói mắt hết sức đem thương khung thọt xuyên trùng điệp vô biên cửu tiêu vực sâu gian phân bố tiên ánh sáng màu đỏ phảng phất là minh mông phun trào đem vực sâu đốt lóe lên vô tận tia máu to lớn huyết hoàng vũ cánh chống đỡ gió bão căn căn màu đỏ tươi linh vũ rơi xuống dưới lên lau một cái màu máu ngọn lửa ở vô tận trong hư không tàn phá ở nó bên người hai đạo lưu quang vườn quanh một tím một xích chính là thái thần cùng phượng viêm cửu giờ phút này huyết hoàng ấn đường chỗ diệp thần cứ việc có đạo linh lửa hộ thể ra bên trên như cũ truyền tới từng cơn đau nhói cảm giác Từng đạo sắc bén lỗ hồng ở phá vỡ da thịt sông ra đỏ thấm vẻ. Thiết ngai vàng. Trong nháy mắt, gió bão chỗ huyết hoàng lại là lộ vẻ được dị thường quỷ mị, bộc phát ra lực lượng cường đại chỉ là kéo dài chốc lát, liền lại là lâm vào này tiêu người dáng dấp mệt mỏi bên trong. Đáng ghét. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, may là lấy thiết ngai vàng lực lượng, vậy rất khó ở chỗ này phát huy kỳ hiệu. Dẫu sao ngọn lửa và thiết ngai vàng thuộc tính vẫn là có chút mâu thuẫn. Khó trách nữ đế không để cho mình muốn vận dụng thủ đoạn khác giờ phút này thậm chí mình ra thịt bên trên nhỏ xuống một chút màu vàng cương phong bên trong ẩn chứa có một chút hủy diệt ý chí khủng bố vô tận vạn cổ lực ở triệt tiêu trước thiết ngay vàng lực lượng phượng viêm cửu mặt trời lửa phun ra hóa thành chín thủ phượng hoàng diên dỉ tiếng vang khắp thiên địa nhưng vẫn như cũ là không cách nào chống đỡ cửu thiên thần viêm khủng bố cháy màu vàng kim cương phong thẳng sẽ phượng viêm cửu trong đó ba thủ ngay tức thì chính là làm được thần hồn không yên suýt nữa trọng thương mặc dù phượng viêm cửu theo trong tộc trưởng lão đặt chân qua cấm địa không chỉ một lần nhưng chính diện cùng cửu thiên thần viêm giao thủ vẫn là lần đầu lực lượng kinh khủng này liền hắn vô lượng cảnh trung kỳ thực lực cũng thì không cách nào chống lại oanh thời khắc mấu chốt lao một cái màu tím rực rỡ tươi đẹp ngân hà từ chín tầng trời rủ xuống giống như lụa mỏng vậy doanh mềm đem phượng viêm cửu bọc trong đó lóe lên ánh sao trung ương thái thần bóng người trôi giạt đứng phượng viêm cửu ở cửu thiên thần viêm cuốn sạch thiên địa khủng bố gió bão dưới áp chế bước lui ra trong chiến trường tim thái thần chấp tay hành lễ trải xây chín tầng trời ngân hà cho thấy vô cùng lực cắn nuốt một đạo đạo kim sắc lửa mang bị bám vào vào vậy nước xoáy trung tâm lực lượng thật là bá đạo diệp thần cũng là không khỏi được khen thí thần địa ngục cùng tà long chu hồn kiếm đánh một trận lúc đó thái thần từng lấy sức một mình vượt cấp mà chiến kéo lại tà kiếm cừu sát phạt thế công là diệp thần tranh thủ quý báu thời gian cái này đế viêm tuy mạnh nhưng làm sao chỉ là một món tử lửa lại vô chủ điều khiển so với tà kiếm cừu kém một nước oanh vốn là bể tan tành thành vô số khối không gian bị thái thần một kích này hoàn toàn đè lên điểm giới hạn một tiếng vang thật lớn chưa thiên nổ tung sán màu vàng kim gió bão hơi thở dần dần thối lui ở đó nơi trung tâm một bóng người hiện ra tay cầm màu vàng kim trường mâu đó là cửu thiên thần viêm sao diệp thần nhìn cách đó không xa đứng yên bóng người mới vừa muốn mở miệng lại nghe được phượng viêm cửu hét lớn một tiếng mau lui lại ta nghe tông chủ nói qua đó là viêm nô lên tiếng đáp lại lên bóng người không chỉ một nói bị thái thần ngân hà chấn vỡ màu vàng gió bão chỗ từng tia ánh lửa lượn lờ vô số cái bóng người biến ảo ra không một ngoại lệ mỗi người đều là tay cầm trường mâu trong hư không một cái quân đoàn vô căn cứ hiện ra có chừng vạn người nhiều đó là vạn năm tới vô số tới muốn đồ thu phục cửu thiên thần viêm cửu hỏa thần điện võ giả trong đó không thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người đều là bị xóa đi thần trí luyện hóa thành con rối đáng ghét cái này thần viêm không phải sắp dập tắt sao vì sao tu vi so với trước kia nghe còn kinh khủng hơn phượng viêm cửu lúc này ý thức được sự việc có chút siêu thoát dự liệu Bèo. trong đó một cái lửa nô thẳng hướng diệp thần tấn công tới một cây trường mâu hoành trọn tại trước ngực chính là hướng to lớn huyết hoàng mặc gai tới dù là khi còn sống lại như thế nào kinh thế nhưng cũng được bị người định đoạt con rối diệp thần mới vừa muốn động thủ nhưng là phát hiện gần ngay trước mắt viêm nô thẳng hóa thành một đoàn màu vàng kim xương máu bạo tán ra oanh may là lấy diệp thần định lực đều bị ngón này thình lình tự bạo hành vi khiếp sợ. huyết hoàng linh vũ thành phiến rơi xuống hư không một cái viêm nô lúc này vẫn diệt à à đủ có mấy chục ngàn người quân đoàn đều nhịp đều là trường mâu chọn không hoành tại trước ngực một lập diệt thần thấy vậy nhất thời cảm thấy việc lớn không ổn mau lui lại những thứ này viêm nô không có một cái thấp hơn vô lượng cảnh tu vi thậm chí trong đó mơ hồ có vô lượng cảnh trung kỳ tồn tại bị luyện chế thành con rối vẫn có vô lượng tu vi nhưng lại gặp hắn khi còn sống có kinh khủng dương nào như vậy một chi tụ họp vạn năm thời gian chế tạo quân đoàn tự bạo diệp thần lúc này hét lớn lên tiếng liên liên chỗ tối chờ ngư ông thủ lợi tám người cũng là cả kinh phượng vô cụ già hừ lạnh một tiếng xúc sinh này cũng biết chúng ta tồn tại muốn tự bạo thoát đi dưới này người mỹ phụ mặc dù ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ bối rối nhưng cũng là rất nhanh chấn định lại đúng như dự đoán chỉ nghe được phượng vô cụ già nhẹ giọng nói mở cấm địa hộ tông đại trận chúng ta ra trì Tin xúc sinh này cũng không cách nào thoát khốn ở cửu hỏa thần điện địa giới giải quyết. Tập 4.112 Một tên người đàn ông trung niên như là lo lắng nói giới này tan biến nếu như huyền yêu vực bên trong cửu thiên thần viêm hiện thế sợ rằng sẽ đưa tới cái khác thế lực theo dõi. Vũ Hoàng Cổ đến nếu là biết tất nhiên sẽ nhúng tay còn có ma tổ vô thiên bọn họ một người trong đó tới hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vậy chúng ta nhiều năm như vậy ẩn núp đều thất bại. Phượng vô cụ già như là tụ thủ một chiếu dọi nói vậy thì ở bọn họ kịp phản ứng trước giải quyết hết cửu thiên thần viêm và luân hồi chi chủ lão tứ ngươi lưu ý trừ vạn khư và kiếm môn một khi vòng ngoài có bất kỳ tới thám thính tin tức người tới cụ già áo bảo đen trong mắt bên trong trải qua một chút dùng mình giết không tha ừ. 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 mấy đạo nhân ảnh lên tiếng đáp lại biến mất không gặp giờ phút này nhất giới vô số viêm nô đã vỡ ra tập trung một chút liên tục phá sập hư không sụp đổ vào lúc đó quang chỗ cuối chính là huyền yêu vực tên này ý đồ không có ở đây chúng ta thái thần thi triển đại thần thông ba đạo phân thân đem diệp thần cùng phượng viêm cửu bảo vệ ở sau lưng cho dù là dư âm đều không phải là tầm thường cường giả có thể chống cự bỗng nhiên diệp thần tâm niệm vừa động hướng về phía thái thần nói tiền bối xin giúp vậy cửu thiên thần viêm giúp một tay thái thần mặc dù nghi ngờ nhưng từ đối diệp thần tín nhiệm cũng là nhẹ khẽ gật đầu tụ thủ phất một cái treo ngược cùng trên hư không chín tầng trời treo sông toát ra nóng rực ánh sáng màu tím nước xoáy trung tâm ra cắn nút gió bão lực lại bắt đầu sao động lên. Diệp thần, ngươi. Phượng viêm cửu khó tin nhìn một màn trước mắt, mới vừa muốn mở miệng, như là thấy Diệp thần hướng về phía mình đáp lại áy náy cười một tiếng. Xin lỗi, phượng viêm cửu tiền bối, sự việc có thể có chút thoát khỏi nắm trong tay, nhưng cửu hỏa thần điện người muốn lấy tính mạng của ta, sợ cũng không như vậy dễ dàng. Cho không được phượng viêm cửu ngẫm nghĩ, thái thần nắm quyền một nắm chặt, thông thiên triệt địa ánh sáng màu tím ở cửu thiên thần viêm bên trong múa lên cả thế giới giống như là một tấm giấy mỏng vậy bị tùy tiện mềm bể biến dạng. Cửu hỏa thần điện bên ngoài cấm địa, tất cả đệ tử tất cả đều bị giải tán xong. Phượng vô cụ già đóng chặt hai tròng mắt cảm thụ cấm địa thần môn chỗ, không gian một chỗ khác hơi thở. Tới, cụ già áo bảo đen đột nhiên mở ra hai tròng mắt, lanh lợi khí thế trực bức chân trời. Ở bên người mấy người đều là bạo tán ra khí thế mãnh liệt. Oanh. Cửu Thiên Thần Viêm bạo ngược hơi thở trong phút chốc xông lên bể thần môn, ở Huyền Yêu vực cửu hỏa thần điện bầu trời bên trong phun ra cửu hỏa thiên trận phải cửu sắc ngọn lửa ở phượng vô cụ già cầm đầu mấy người dưới thao túng dung nhập vào dưới chân pháp trận bên trong trong chốc lát cả tòa huyền yêu vực cũng đang rung rung vô số tên núi sông lớn rung động vạn thú đều là quỳ cúi trên đất run lẩy bẩy chưa dáng thế cửu thiên thần viêm lũ lũ hơi thở xuyên thấu qua cửu hỏa thiên trận truyền ra huyền yêu vực bên trong muôn vàn biển sông đều ở đây bay lên bốc hơi cường giả như vậy hơi thở không đúng là ở cửu hỏa thần điện phương hướng Huyết Nguyệt yêu cửa môn chủ thời gian đầu tiên sai trước người đi thăm dò dò. Huyền yêu vực xanh biến, sức sống đang nhanh chóng biến mất, là cửu hỏa thần điện. Cửu giao nhất tộc tộc trưởng nhìn xa chân trời, một chút cùng nhiệt lóe lên. Rắc rắc. Liên cửu hỏa thiên trận đều là nứt ra một chút lỗ hổng. Làm sao có thể? Phượng Vô cụ già trong mắt bên trong lần đầu tiên hiện ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, cửu thiên thần viêm quả quyết không có này các thủ đoạn mới được. Lão tứ, đóng cửa tông môn phượng vô cụ già thời gian đầu tiên phân phó đám người các ti kỳ chức kết giới màn sáng lên tiếng đáp lại vỡ vụn sán màu vàng kim hỏa long thẳng sông về vân tiêu ha 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 liều lĩnh đến mức tận cùng tiếng cười cùng trong chốc lát vang lên huyền yêu vực bên trong vạn lửa sôi trào trùng điệp vô tận vạn dặm sơn xuyên đều là thời gian đầu tiên dấy lên hừng ngược lửa cháy mạnh khói dày đặc che trời cực kỳ kinh khủng là cái hướng kia đem người tập kích bất ngờ đế ra tam ra rừng bước lại nhìn dưới chân dần dần dấy lên lửa cháy mạnh Liên hắn vặt áo, đều là nhảy động khởi một chút ngọn lửa. Đồng hành đan vực mọi người đều là mừng như điên, xem ra chuyến này còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Có thể luyện chế đan dược cao cấp ngọn lửa. Đế gia Tam gia khô đét môi khép mở, đầu lưỡi vạch qua khóe miệng, lộ ra vẻ tham lam. Mỗi một cái đan sư đều không cách nào chống cự thần diễm mị lực, vậy đối với bọn hắn mà nói, là cám dỗ chí mạng. Tam gia, có thể chúng ta có gia chủ an bài nhiệm vụ. Không sao, chúng ta phải đi, cũng là chỗ đó. Thành tựu đế gia cao cấp luyện đan sư, hắn mặc dù xa không bằng đan tôn cường đại như vậy, nhưng đế gia sở dĩ trở thành đan vực cự phách. Nguyên nhân không phải hắn, đế gia tam gia trên mình, vậy nắm trong tay một món đặc thù ngọn lửa, tên là thanh linh thần hỏa. Cái này còn là năm đó vạn khư vũ hoàng cổ đế tự mình đưa cho hắn. Đây là một loại ôn hòa ngọn lửa có thể làm đan sư miễn đi tẩu hỏa nhập ma thê thảm kết quả, tại đan sư mà nói chính là trí Chí bảo có thể cái này thanh tim linh thảo làm sạch ôn hòa lực, nhưng cũng quyết định nó không cách nào kèm theo kỳ chủ chém giết chinh chiến. Hôm nay đang tìm đế ra làm phản tàn dư trên đường, lại có thể gặp phải này cùng thần diễm. Có ý tứ. Tám người thân hình hóa thành lau một cái lưu quang phi độn đi, cả tòa huyền yêu vực rơi vào một phiến trong biển lửa. Năm đó tiên đế viêm dáng thế, ở cửu hỏa thần điện. Khó trách vậy nhất tộc hương thịnh đến nay, lại là có cái này cùng trí bảo tích chữ đời sán màu vàng lại có như vậy làm vạn lửa thần phục khí thế chẳng lẽ là cửu thiên thần viêm lại là cửu thiên thần viêm tạm thời tới giữa huyền yêu vực đại biến trời các thế lực lớn dối rít điều động đứng đầu võ giả chạy tới cửu hỏa thần điện không một không phải vô lượng cảnh năm đó cửu thiên thần viêm mạnh vẫn là bây giờ cửu thiên thần viêm mạnh cái vấn đề này rất tốt trả lời là hiện tại như vậy cửu hỏa thần điện lừa gạt mình phượng viêm cửu khó tin nhìn một màn trước mắt cửu thiên thần viêm một món tử lửa xuất thế chính là làm được huyền yêu vực sinh linh đồ thán đó là một món có tiên đế thần viêm bản đế ở chỗ này các ngươi còn không quỳ xuống đồ nát phế tích bên trong tóc trắng như thác nam tử mây kiếm hơi nhíu một bộ đồ xanh không dính nhuộm phân nửa bụi bặm ở màu vàng kim gió bão bên trong tắm sống lại hắn mắt cười trúng chim ý mi mắt tới giữa mấy phần tà ý rồi rào đạt tới eo mái tóc dài bạc tia theo gió cuốn lên tí ti rơi xuống đất chính là giấy lên vô cùng kim viêm cửu thiên viêm đế tộc ta tổ đế cửu hỏa thần điện đám người dối rít ngạc nhiên cửu thiên viêm đế không hiện thế gian đã có vạn năm hơn liền bọn họ đều là chỉ ở tổ địa vậy ố vàng họa làm nên bên trong nhìn gặp này tuyệt thế thần thái hôm nay bổn tôn lại xuất hiện phượng vô cụ già lúc này một tiếng hừ lạnh nghiệt xúc chỉ bằng ngươi cũng dám xưng đế một tiếng quát trói tai tỉnh lại tại chỗ tất cả người tên này không phải chân tránh cửu thiên viêm đế mà là niêm phong ở bên trong cấm điện. cửu thiên thần viêm cái này làm người hướng tới hơi thở, không tệ. Tà mỹ nam tử thâm lam hô hấp huyền yêu vực hơi thở, cả tòa vực bên trong vạn lửa phục thiên, sinh linh đồ thán cảnh tượng cũng là thời gian đầu tiên chiếu vào đầu óc bên trong, hắn nghiêng đầu cười nói. Xem tới nơi này không phải thái thượng thế giới cao nhất địa phương. Các ngươi, yếu đi một ít. Hai hước châm chọc tiếng vang lên, hắn quay đầu nhìn về phế tích bên trong, nói, thằng nhóc, đi ra đi, ngươi muốn xem cuộc vui xem tới khi nào. Diệp thần khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, từ trong phế tích đi ra. Thằng nhóc, người ta cũng coi là cùng tông, ngươi ngọn lửa cũng không yếu, khí vận lại là vô địch, không bằng ngươi ta liên thủ, giết bọn họ. ta mị nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, cử thiên thần viêm hướng diệp thần ném ra cành ô lưu, nếu không phải thái thần nhất kích, hắn thoát khốn cũng không dễ dàng như vậy. Phượng vô cụ già nhưng là mặt lộ rét lạnh ý, một cái thằng nhóc chưa rứt sữa, một món tổ đế tàn viêm, cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Diệt thần như là không biết làm sao nhún vai lão già kia ngươi muốn lấy tính mạng của ta mơ ước thần hỏa ta tự nhiên vậy được đưa ngươi điểm thế là tốt hay không nữa trả lễ lại thôi phịch một tiếng rên phượng viêm cửu một quyền đập xuống đất Kinh khủng lực đạo làm được cả tòa dưới chân đỉnh núi đều là giãn nứt nếu không có cửu hỏa thần điện trận pháp gia trì liền sẽ chen thành phấn vụn tại sao hắn hai tròng mắt đỏ bừng nhìn phượng vô cụ già cái này hắn rất tin không nghi ngờ trường giả một bên mỹ phụ tha nhẹ một tiếng tựa hồ đã sớm dự liệu được tình cảnh này nàng hướng về phía ba người vẫy vẫy tay ta đi đối phó những cái kia người ngoại lai sự việc có biến sợ rằng các tộc cũng sẽ đến người ta hết sức chu toàn phượng vô cụ già nhẹ khẽ gật đầu mặc cho mỹ phụ mang mấy người rời đi hắn nhìn về phía phượng viêm cửu thanh âm khàn khàn trả lời không có lý do gì lợi dụng ngươi cũng là vì cửu hỏa thần điện vạn cổ không giảm rất hiển nhiên hết thảy các thứ này đều là hắn một người mưu đồ là được chính là ngày hôm nay ngươi phản bội tông chủ. Phượng viêm cửu trợn to trong mắt, làm sao vậy không tin trước mặt cụ già sẽ không để ý tất cả khăng khang làm theo ý mình. Phản bội. Lão Phu là trong tộc sát phạt sông trận lúc đó, ngươi còn là một đứa bé. Phượng vô cụ già quanh thân bạo ngược hơi thở ngay tức thì tăng mở, chu vi vạn dặm cụm núi đồng loạt vỡ nhỏ, nhật nguyệt cùng ánh hư không, phải biết, đây chính là thái thượng thế giới huyền yêu vực. Dẫn động như vậy thiên địa dị tượng, cho dù là thái thần vậy tuyệt đối không cách nào làm được lão phu cắn nuốt cửu thiên thần viêm liền có thể tu bổ thương thế càng thậm chí có cơ hội đạt được vũ hoàng cổ đế cảnh giới đến lúc đó từ sẽ giúp phượng vũ phá cảnh cửu hỏa thần điện một môn đôi tiên đế thay thế vạn khư lại ngại gì áo bào đen vù vù vang dội thời khắc này phượng vô cụ già tỷ nghĩa bá tánh nếu hôm nay thánh thiên thần hỏa và đạo linh lửa cũng ở đây này lão phu duy nhất băn khoăn vậy không còn gì vô tồn hết thảy các thứ này cũng quy công cho ngươi phượng viêm cửu ngươi mới là cứu vãn cửu hỏa thần điện công thần phượng vô cụ già chữ chữ vang vang phượng viêm cửu như là nơi ngược sấm xét vạn quân lao nhanh mình ban đầu chính là con cờ phượng viêm cửu trong lòng quá mức phức tạp hắn biết mình hại diệp thần đáng chết lão già kia cửu thiên thần viêm hóa thành tà mị nam tử trong mắt để thoáng qua vẻ già hoạt trước mặt cụ già mặc dù không tựa như cửu thiên viêm đế như vậy kinh người thế nhưng một món ý chí võ đạo như là làm huyền yêu vực ngày nay biến đổi phượng viêm cửu như là đứng dậy chậm rãi hành tới diệp thần phụ cận nói diệp tiểu huynh đệ ta phượng viêm cửu lừa ngươi nhưng nói được là làm được hắn rõ vẻ mặt hoảng sợ một món sát ý ngưng hiện vẫn là câu nói kia có người lật lọng trước bước qua ta thì thể trong hư không phượng vô cụ già tựa hồ đối với này sớm có dự liệu khinh thường hừ lạnh một tiếng mà giờ khắc này cửu hỏa thần điện vòng ngoài mỹ phụ dừng chân một cái quay đầu lại hướng về phía sau lưng trận mắt hốc mù mấy người khoát tay một cái đi thôi bên ngoài còn có một chồng người gây chuyện nơi này hết thảy giao cho Phượng Vô tốt lắm. Đây trời hỏa vũ không ngừng tàn phá, liên thiên biển lửa ánh thấu thương khung, vân tiêu đỉnh đều là dâng lên một chút tà tơi kim mang. Oanh. Cả tòa huyền yêu vực bát phương cảnh, từng đạo ngất trời hơi thở rơi xuống, đủ các loại trùng tia sáng xé ra lửa sương mù, cấp tốc cứ tới. Cũng may Vũ Hoàng cổ đế và Vô Thiên các người không thể nào nhanh như vậy cảm giác được. Đáng chết. Người mỹ phụ sắc mặt tái xanh, trong mắt để thoáng qua một chút mịt mờ sát ý, nhưng chợt lại là rất khôn khéo che giấu liền đi ở sau lưng nàng bốn tên cửu hỏa thần điện trưởng lão mặt lộ nặng nề vẻ làm xong tùy thời khai chiến chuẩn bị cửu thiên thần viêm giao cho phượng vô cụ già mặc dù xuất hiện một ít bất ngờ đưa đến hộ tông đại trận vỡ vụn không có ngăn cách toàn bộ khí cơ nhưng không nghĩ tới huyền yêu vực lại là điều động nhiều cường giả như vậy tu vi thấp nhất đều là vô lượng cảnh tầng thứ ba đầu người đen nghẹt nhốn nháo lại còn đang không ngừng gia tăng tứ tỷ chúng ta muốn động thủ sao đẹp sau lưng phụ nhân người to con nghiêng đầu một chút tung bay mái tóc dài nhỏ sao gian dấy lên ngọn lửa bất diệt chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền muốn xông trận đánh giết Trung quanh đám người yên lặng không nói thế nhưng như chó sói vậy thị huyết con người như là ở tuyên cáo lập trường của bọn họ tư trưởng lão nhiều ngày không gặp có thể vẫn mạnh khỏe chẳng biết lúc nào một vị hơi thở mênh mông như biển người trung niên dẫn đầu phá không tới chán tới giữa anh khí mười phần màu vàng kim trường bào đổ ánh phương xa dấy lên cửu thiên thần viêm mang bà quân người mỹ phụ mắt thấy người tới đáy mắt thoáng qua vẻ kiên kỵ toàn cho dù là cất cao giọng nói không biết là cái gì gió cầm huyết nguyệt yêu cửa môn chủ cũng thổi tới huyết nguyệt yêu môn môn chủ ở huyền yêu vực cùng cửu hỏa thần điện cùng nổi danh đứng đầu thế lực chủ năm xưa chinh chiến từng ở thái thượng công đức chiến giết được bốn phương vô lượng đẫm máu thương khung đánh một trận thành danh có lẽ kém hơn lão gia nhưng tuyệt đối không phải chúng ta có thể ngăn trở quay đầu lại nhìn về sau lưng vô luận như thế nào cũng là không thể để cho người bất kỳ đặt chân bên ngoài cấm địa vây cửu thiên thần viêm phải ở lại cửu hỏa thần điện chuẩn bị người mỹ phụ vừa muốn mở miệng động thủ cách đó không xa lại là một hồi không gian phun trào một người khác biến dạng không gian bước cảnh tới tập 4113 cửu giao nhất tộc nhìn người nọ thân giao thủ ra hỏa người mỹ phụ lại cũng không để được nửa điểm mà chiến đấu dục vọng chín viên giữ tợn giao thủ nhưng là lẫn nhau trêu gẹo nói cửu hỏa thần điện xem ra là gặp phải phiền toái thành tựu cùng là huyền yêu vực thế lực chúng ta tới xem xem có cần gì giúp tư trưởng lão cứ mở miệng chính là trong đó ba thủ quay đầu nhìn về kim bảo trung niên cũng là diễu diễu nói liền bạc quân đại nhân đều là chạy đến kêu bạc quân nam tử khẽ cười một tiếng tự nhiên vậy là tới giúp đỡ phần hoa cốc lý thanh gặp qua các vị thiên huyết sư nhất tộc sông máu trong chốc lát huyền yêu vực các thế lực lớn đều là từ một tên vô lượng hậu kỳ đem người mang theo giới quyền vô lượng cường giả nghe tin tới nhìn đông nghịt đám người mỹ phụ phong vận vẫn còn cười xinh đẹp một tiếng khoát tay một cái tỏ ý sau lưng mấy người xóa bỏ mỹ thanh nói đã như vậy đó chính là hiểu lầm các vị lớn như vậy chiến trận ta còn lấy là ta cử hỏa thần điện làm cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn tình liền đây bà quân cao giọng cười một tiếng ha 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 phượng nguyệt trưởng lão nói đùa chúng ta chỉ là kinh văn phượng vô tiền bối hơi thở cái này cùng tu vi để cho chúng ta xấu hổ dối trá cử hỏa thần điện có dấu đế viêm thế gian tiên đế ít chi lại càng ít vũ hoàng cổ đế thái thượng thiên nữ nhân phi phàm cùng với những cái kia ẩn núp ở trong bóng tối không hỏi tới thế sự giao hỏa tiên đế ẩn dục ngọn lửa có thể là đồ tốt cử thủ giao trong đó một bài nhàn nhạt, mở miệng còn lại tám bài đều là vui vẻ cười to dẫn được bạc quân sắc mặt run lên đế viêm chính là ta cử hỏa thần điện chuyện nhà các vị hưng sư động chúng tới sợ là không ổn đâu phượng nguyệt mi mắt doanh tiếu như là giọng dần dần hàn lạnh xuống huyền yêu vực đều sắp bị cửu hỏa thần điện đốt sạch chúng ta tới xem xem tình huống gì không quá phận chứ một đầu màu máu sư tử miệng phun tiếng người quanh thân tràn ngập nhàn nhạt, nhạt huyết khí làm người ta nôn mửa ở hắn bên người không ít người cao mày đúng vậy phượng vô tiền bối một món vò ý kinh tiêu chúng ta cũng là hảo tâm tới nói sau đề viêm xuất thế chúng ta cũng muốn xem một chút lãnh hội cửu hỏa thần điện cao nhất phong thái bà quân nói tiếp các vị là muốn cùng ta cửu hỏa thần điện đối nghịch người mỹ phụ chưa mở miệng, sau lưng người to con hai quả đấm đụng nhau, cọ sát ra một món lửa mang, con ngươi gian sát ý bắn tán loạn. Cửu hỏa thần điện mấy người đối mặt rất nhiều vô lượng cảnh cường giả làm áp lực, gương tốt vỏ, nỏ dương dây thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hình ảnh quay về, cấm địa chiến trường bên trong, bầu không khí giống vậy cực kỳ ngương trọng. Đừng nói cửu thiên viêm đế không có ở đây, cho dù hắn bổn tôn ở chỗ này, hôm nay cũng không cách nào cản ta rời đi. Cửu thiên thần viêm hóa thành tà mị nam tử sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói hắn dư quang lần nữa nhìn về diệp thần nhàn nhạt, nhạt nói thằng nhóc tựa hồ có rất nhiều người đều muốn người ta chết đây diệp thần nhún vai một cái nơi này hẳn không cần hắn ra tay dẫu sao ở sau lưng hắn giờ phút này thái thần cùng phượng viêm cửu lãnh đạm con ngươi nhìn chằm chằm trong hư không phượng vô cụ già hiển nhiên tên kia mới là uy hiếp lớn nhất lão gia người muốn mạng ta nhiều đi cũng không gặp có người có thể lấy đi Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, nhìn như chấn định nhưng trong lòng lại là có chút ngưng trọng. Diệp Thần thử nghiệm không ngừng kêu gọi võ đạo luân hồi đồ bên trong thế giới nữ đế, nhưng lại không có bất kỳ đáp lại. Cửu Thiên Thần Viêm đối với Diệp Thần trả lời rất hài lòng, rồi sau đó khinh thường nhìn về trong hư không phượng vô cụ già, chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta thần phục. Thần Viêm phá thiên, Thiên Viêm kết giới. Oanh! Theo Cửu Thiên Thần Viêm một tiếng quát to, Huyền Yêu vực bát phương thiếu đốt kim mang phóng lên cao hóa thành tám đạo kim sắc trùng tia sáng ngay tức thì quay về gộp lại cửu hỏa thần điện địa giới đem thương khung thọt xuyên từ trên xuống dưới ngăn cách ngoại giới cái này nghiệt xúc vậy phát giác phượng vô cụ già trong mắt đông lại một cái cục thế bên ngoài hắn cũng có cảm ứng phượng nguyệt chỉ hoãn không được quá nhiều thời gian cửu thiên thần viêm thi triển kết giới là được chính là ở trong đó đem mấy người bọn họ đánh chết tới không ít người đâu vô lượng giới đều là con kiến hôi bất quá kiến càng nhiều cũng có thể hám cây Cửu Thiên Thần viêm lạnh như băng con người bên trong sát ý đại chán, khí tức quỷ dị làm được đám người một hồi kinh hãi. Phịch phịch, hai tiếng rên. Phượng vô phía sau lão nhân cửu hỏa thần điện hai người hộ vệ trong cơ thể lúc này chui ra mấy đạo kim sắc gông xiềng. Đen Đan Điền ngay tức thì biến dạng, dũng động sát ý ngay tức thì bạo tán ra. Âm dương hư độ. Cửu Thiên Thần viêm thanh âm lạnh như băng vang vọng ở ở giữa thiên địa. Phượng vô cụ già nghe tiếng ngay tức thì thất sắc, vừa định làm những gì nhưng đã chậm. Rắc rắc tựa như cả tòa huyền yêu vực ngày nay còn mở nứt ra từng đạo bạo tán khí thế khuếch tán ra chu vi vạn dặm bên trong thiên huyền cảnh dưới võ giả rồi giết bạo thể mà chết màu vàng kim lửa mang cuộn sạch vô tận huyết khí phóng lên cao oanh thiên địa vào mắt đều là đỏ tươi bành 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 phịch liên tục nổ vang ở bà quân đám người bên người vang lên thấy mình môn nhân như vậy rồi giết chết thảm cầm đầu mấy tên vô lượng mặt lộ hàn sắc phượng nguyệt trưởng lão các người cũng là bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người oanh kinh khủng dư âm đem cửu hỏa thần điện chỗ ở lên miên cụm núi ngay tức thì san thành bình địa liên thiên tiếng nổ bên trong máu thịt phân bay đi bà quân các người thừa dịp loạn lắc mình hướng cấm địa đi về phía trong chốc lát diệp thần cùng cửu thiên thần viêm khuấy cả tòa huyền yêu vực đại thế tràn ngập bay tán loạn xương máu tràn ngập ở cửu hỏa thần điện bầu trời dư âm uy thế không giảm lại có sâu hơn cảm giác cửu thiên thần viêm lửa độc có thể thông qua hư không truyền bá xuất thế trong nháy mắt chính là làm được huyền yêu vực sinh linh đồ thán dưới lên liên thiên màn lửa đồng thời vậy làm được chu vi vạn dặm bên trong võ giả trước liền nói ụ vô số xương máu không ngừng ngưng tụ hướng cử hỏa thần điện cấm địa phương hướng quay về gộp lại đi đó là vạn người tự bạo lực lượng hư cử thiên thần viêm thân hình chớp mắt lúc này hướng phía dưới liều chết xung phong đi vậy phương vị bất ngờ là diệp thần hắn thủ đoạn không chỉ có che giấu tự thân khí cơ đồng thời bạo tán xương máu vậy che giấu vô số vô lượng cường giả cảm giác đáng chết phượng vô cụ già đóng chặt hai tròng mắt nhưng lại bị quỷ dị này xương máu xích sao quấn quanh hắn không cảm ứng được cửu thiên thần viêm hơi thở oanh tự thân một món võ đạo ý xông ra quanh thân xương máu rối rít tiêu tán theo ý chí kéo dài hắn có thể dần dần phá cuộc nhưng cần thời gian thằng nhóc cho ta cửu thiên thần viêm mục đích cũng không phải là rút đi cũng không phải phượng vô cụ già mà là diệp thần chỉ cần cướp lấy diệp thần thần hỏa căn nguyên cùng với đạo linh lửa nhan tuyền nhi hắn là có thể cùng phượng vô cụ già chống lại thậm chí đánh chết. Chú ý, canh giữ ở Diệp Thần bên người Thái Thần cũng là hơi bị ảnh hưởng, khi nhìn đến Cửu Thiên Thần Viêm thân hình đánh tới ngay tức thì, đã là mất đi tiên cơ. Hừ, Thiên Viêm thương. Coi thường Thái Thần kêu lên, Cửu Thiên Thần Viêm đã trôi dạt tới Diệp Thần phụ cận, một quyền cách không đánh ra. Ở đó nửa cầm quyền tim bên trong, một đạo ngưng thực lửa mang hóa thành một chuôi màu vàng thấu lượng xuống trường hướng Diệp Thần ngược đâm tới. Trần Bia, bảo vệ. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, một tiếng long ngâm rung động hoàn vũ lấy hắn làm trung tâm dưới chân bên trong một đạo trần bia lực vờn quanh bay lên phơi bày vòng trung dung mạo chống đỡ đối phương nhất kích có thể đây cũng không phải là võ đạo mà là ngọn lửa ngưng tụ mà thành lực lượng trần bia không cách nào bảo vệ diệp thần ngay tức thì cảm giác được một đoàn ngọn lửa xuyên qua mình thân thể nếu không phải hắn là luân hồi thần thân thể sợ rằng đã sớm chết ha ha thần hỏa căn nguyên tới tay tiếp theo chính là cái đó đáng chết lão già kia Cửu Thiên Thần Viêm tà mị trên mặt mũi thoáng qua một chút lạnh như băng nụ cười, đột nhiên, hắn diễn cảm chợt biến đổi, "Ừ, chuyện gì xảy ra?" Hắn kinh dị phát hiện, mình lại không cách nào hấp thu đạo linh lửa lực lượng. Tính toán đánh không tệ, đáng tiếc, ta nói, muốn ta mạng nhỏ người rất nhiều, ngươi còn chưa đủ cách. Nhưng vào lúc này, bị màu vàng súng trường xuyên qua ngực thật cao khơi màu diệp thần như là đột nhiên ngẩng đầu, lãnh đạm trên mặt mũi con người lóe lên tiên ánh sáng màu đỏ. Ở hắn chỗ vết thương, Vô số đỏ tươi linh vũ hóa thành hai bàn tay ở thời khắc mấu chốt tiếp nhận sắc bén kia một gai. Ở chân bia không cách nào chống cự ngay tức thì, Diệp Thần liền lập tức chọn lựa dùng ngọn lửa lực lượng đối kháng. Oanh. Giờ phút này, Thái Thần công kích vậy từ sau lưng tấn công tới, Cửu Thiên Thần Viêm trong mắt chớp mắt, chợt lấy lưng chống đỡ, hắn không còn né tránh. Âm đích một tiếng, Thái Thần một chưởng kết kết thật thật in ở tà mị chàng trai giữa lưng. Cửu Thiên Thần Viêm khóe miệng vạch qua một nụ cười châm biếm, tiếp lực hướng Diệp Thần tới hắn trong nháy mắt bắt diệp thần vạt áo quát khẽ thiên viêm kết giới nguyên bản tụ lại tại cửu hỏa thần điện bầu trời khóa thiên đại trận ngay tức thì lại quay về gộp lại niêm phong một phiến thiên địa lồng giam ngay tức thì thu nhỏ lại đem hai người bọc trong đó hoàn toàn biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong đáng chết thái thần sắc mặt tái xanh dù là hắn thi triển thông thiên thủ đoạn như vậy do vô số cường giả tự bạo xương máu bên trong ít khi bằng bạc lực lượng cũng thì không cách nào nhìn thấu tới bắt không tới bất kỳ tung tích ở phương vị nào phượng vô cụ già trong nháy mắt bắt được một món dao chiến hơi thở chật mũi chân nhẹ một chút hướng thái thần phương vị chạy đi vào thời khắc này xương máu tràn ngập vào ngoài bà quân các người dừng chân nhìn cái này một đoàn quỷ dị khó lường lại vô giới hạn sương mù dày đặc vậy là không dám tùy tiện đến gần xem ra cửu thiên thần viêm đang ở bên trong cửu thủ giao nhẹ giọng nói lúc trước vậy kết giới tiêu tán tràn vào xương máu bên trong bà quân các người lộ ra thần niệm nhưng là không cảm giác được bất kỳ hơi thở vội vàng chạy tới phượng nguyệt các người cũng là bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp vô biên xương máu tràn ngập xem là một khối đỏ tươi màn sân khấu ngăn cách cả tòa thế giới cực kỳ quỷ dị mà giờ khắc này kết giới bên trong chỉ có diệp thần và cửu thiên thần viêm ta luôn muốn không rõ ràng một cái chỉ có bách già cảnh tiểu tử là như thế nào lấy được đắc đạo linh lửa và thánh thiên thần hỏa bổn nguyên cửu thiên thần viêm nhìn diệp thần lạnh lùng nói bất quá không trọng yếu, giết ngươi, ta liền muốn bọn họ tất cả mọi người đều đi cùng ngươi. Lãnh đạm con ngươi bên trong có một chút hài hước, ở hắn trong mắt, Diệp Thần bất quá là một cái có thể tiện tay nghiền chết con kiến hôi. Đạo linh lửa và thần hỏa can nguyên, dễ như trở bàn tay. Tà mị nam tử trong tay màu vàng xuống trường dần dần hòa tan làm thể lỏng, mỗi một giọt màu vàng lửa mang rớt xuống, bên trong kết giới nhiệt độ chính là nâng cao mấy cái cấp bậc. Ngay chớp mắt, Diệp Thần tựa như đã trở thành một cái người lửa, liền ra thịt đều là một tức tức bị hòa tan Thần hỏa căn nguyên không cách nào chóc Như vậy không sao Đem ngươi đoán cốt luyện thành cạn bã Căn nguyên cùng tông thần hỏa người khác không cách nào hấp thu Nhưng ta có thể Giờ khắc này Nắm chắc phần thắng cửu thiên thần viêm đứng ngạo nghễ hư không Quan sát dưới chân con kiến hôi tức tức thành cho Ngươi có thể biết ta là ai Ta là luân hồi Đùa lửa diễm Ta không sợ ngươi Nhan tuyển nhi Viêm bia Cho ta lực lượng luân hồi máu tươi cháy võ đạo luân hồi đổ. mở nháy mắt tức thì một tiếng phượng hót diệp thần quanh thân hiện ra nhàn nhạt, nhạt, màu đỏ tươi lửa mang trực căn căn linh vũ từ cốt gian giống như măng mọc sau cơn mưa vậy manh nha khỏe lên đan điền tách ra sáng lên bao phủ quanh thân hắn vậy bị cháy hết kinh mạch lại là chậm rãi lại lần nữa gây dựng lại chết đến nơi rồi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cửu thiên thần viêm mặc dù kinh dị tại diệp thần thủ đoạn nhưng làm sao giữa hai người trên lệch quá mức khác xa ở hắn trong mắt diệp thần đã là dính trên nền ức hiếp viêm diệt trưởng lại nữa làm dừng lại cửu thiên thần viêm tay phải nhẹ nhàng nâng dậy một món màu vàng kim lửa mang lượn lờ lòng bàn tay theo hắn nhẹ nhàng huy động ở diệp thần bầu trời kết giới bên trên một cái màu vàng kim giấu tay xen lẫn khí tức hủy diệt phổ xuống bên ngoài có cái phượng vô cụ già mắt lom lom mặc dù dưới mắt đem kéo nhưng nếu không nhanh chóng chiếm đoạt thần hỏa đột phá sợ rằng chậm thì xanh biến không có gì bất ngờ xảy ra một trưởng dưới diệp thần đem sẽ thần hồn câu diệt luyện hóa thân thể sau đó thần hỏa căn nguyên liền sẽ hiện ra đinh một tiếng giòn giã diệp thần nơi mi tâm đột nhiên tách ra ra ánh sáng một luồng khói xanh hiển hóa chư thiên đó là một phiến cổ quái chiến trường không người ở nhưng lại tràn đầy nghiêm nghị ý cô tịch đổ nát tới giữa không có chút nào sức sống đây là võ đạo luân hồi đồ ý cảnh cũng là hắn một đạo lá bài tẩy a à, cửu thiên thần viêm đầu óc bên trong tràn và gãy lìa trí nhớ đau nhói hắn thức hải. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể đi qua vậy một phiến chiến trường. Trước mắt cửu thiên thần viêm chỉ là bổn nguyên một món tử lửa mà thôi, vạn cổ trước trí nhớ không lành lặn không hoàn toàn, nhưng là loáng thoáng cảm thấy quen thuộc. Tập 4114 Oanh Hiển hóa chư thiên trong chiến trường tin, đế máu lần nhuộm, tan cờ đập xuống hư không. Không thể nào, ngươi rốt cuộc là ai? À, trong nháy mắt sẽ đau cùng thất thần, diệp thần vùng đan điền, Nhan tuyển nhi hóa thành một cái huyết hoàng hướng cửu thiên thần viêm chiếm đoạt đi. Không. Ở đó phiến cổ chiến trường đổ ánh hạ. Cho dù là cửu thiên thần viêm, giờ phút này cũng là bị nửa cuốn tàn cờ uy áp vội vã, động đạn không được chút nào. Không thể nào. Luân hồi chi chủ. Lấy hắn kiến thức, sống vạn cổ tồn tại, làm sao có thể nhì không ra trong đó đầu mối, hú chi, hắn căn nguyên từng theo cửu thiên viêm đế đánh một trận. Cho dù ngươi là luân hồi chi chủ, vậy quả quyết không thể nào đáng chết là lưu lại hơi thở áp chế cửu thiên viêm đế ngày xưa từng ở đó phiến cổ chiến trường hiện thân cửu thiên thần viêm tự nhiên kèm theo kỳ chủ chinh chiến hiệu lệnh hết thảy hồng hoang cờ lớn có bản năng đối với nó ràng buộc cửu thiên thần viêm không chọn vẹn chỉ nhớ chỗ sâu xông ra một chút sợ hãi thần hỏa lực lượng đã dần dần ở đem hắn đồng hóa rắc rắc thiên viêm kết giới khoảnh khắc vỡ vụn màu vàng kim lồng giam ngay tức thì làm tan rã cửu thiên thần viêm lực lượng đang không ngừng suy yếu ánh sáng màu vàng bị đỏ tươi bao vây máu xương mù tan. Bà Quân cùng cửu thủ giao liếc nhau một cái, dẫn đầu hướng trong đó phóng tới. Sau lưng còn lại mấy tên vô lượng cảnh cường giả cùng Phượng Nguyệt trưởng lão cùng cửu hỏa thần điện đám người cũng là theo sát. ở bên kia, Phượng vô cụ già trong mắt nhìn về hư không một góc, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, đầu ngón tay xe nhẹ, thiên địa ngay tức thì thất sắc. một phiến phiến hư không ở hắn uy áp hạ vỡ nát ra. rắc rắc, hư không một góc bể tan tành không gian một bên kia, diệt thần cùng cửu thiên thần viêm bóng người đập xuống thái thần con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phượng vô cụ già phượng viêm cửu chính là hóa thành một đầu phượng hoàng vỗ cánh đem diệp thần bọc trong đó mất đi áp chế cửu thiên thần viêm đột nhiên mở ra lạnh như băng con ngươi hắn cảm nhận được liền phượng vô lão nhân đã đánh tới trong tay màu vàng kim xuống trường cách không nắm chặt lửa mang theo đốt sán màu vàng kim lửa cháy mạnh ở cửu thiên thần viêm trong tay hóa thành một con du long vậy phun trào lại là có sinh mạng vậy thay hắn đỡ được công kích thằng nhóc này nếu không phải phượng vô cụ già thời khắc mấu chốt phá vỡ kết giới sợ rằng mới vừa liền bị nhan tuyển nhi cắn nuốt luân hồi chi chủ được rồi dưới mắt cũng không phải là phân tâm thời điểm cửu thiên thần viêm lắc đầu một cái uy nghiêm mặt mũi vặn vẹo nhìn về phượng vô cụ già ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý đối phương mặc dù rất mạnh nhưng vậy bị thương cũng không từng không thể đánh một trận hắn chính là đi theo viêm đế đế diễm vạn cổ kỳ nguyên trước liền ngạo thị bá tánh cao nhất tồn tại không sợ. Nếu như căn nguyên ở chỗ này, sợ rằng sự việc liền càng đơn giản hơn. Chỉ cần không phải vũ hoàng cổ đế, ai đều khó ngăn ta lại. Ta mỹ nam tử nhìn chằm chằm trong hư không phượng vô cụ già, vừa muốn có động tác, tựa hồ là cảm nhận được liền cái gì, ngẩng tay phải lại là chậm rãi buông xuống. Vèo, vèo, vèo. Tiếp liền mấy đạo tiếng xé gió vang lên, lại là tám bóng người trôi ra tới, cầm đầu bất ngờ chính là huyết nguyệt yêu cửa bà quân cùng với cửu thủ giao ở hắn hai người sau lưng chính là huyền yêu vực các thế lực lớn tới trước vô lượng cường giả đáng tiếc khôi phục ý thức diệp thần không khỏi cảm thấy thương tiếc chỉ thiếu chút nữa liền có thể cắn nuốt cửu thiên thần viêm hôm nay các phe tụ tập tất cả mang ý xấu duy nhất tin tức tốt phải huyền yêu vực và vũ hoàng cổ đế cùng với vô thiên vậy một vực có chút khoảng cách những tên kia không thể nào nhanh như vậy kịp phản ứng các vị hôm nay vì sao cũng đi tới nơi này phượng vô cụ già đứng ngạo nghễ hư không bằng hắn hôm nay thực lực như cũ có thể có một không hai toàn trường bà quân ngược lại là rừng dưng một tiếng chắp tay nói tiền bối nói đùa nghe đế viêm xuất thế chúng ta tới xem một chút như có nhu cầu cứ mở miệng cử thủ giao cũng là mở miệng đáp lại phượng vô cụ già nghe vậy sắc mặt trầm xuống cử hỏa thần điện tuyệt không thể nào ở chỗ này đồng thời thụ địch huyền yêu vực các thế lực lớn lại không nói những người này thực lực đều không thấp bọn họ sau lưng đại biểu đồ vậy tuyệt không bình thường người này diệp thần tư sông cửu hỏa thần điện cấm điện câu kết cửu thiên thần viêm mưu toan tiêu diệt cửu hỏa thần điện không thể lưu phượng vô cụ già trong mắt chớp mắt cất cao giọng nói hắn chợt hướng về phía cửu hỏa thần điện các vị trưởng lão truyền âm nói thành thiên thần hỏa chuyện quyết không thể để cho hắn hắn thế lực biết được ở chỗ này trước đánh chết diệp thần người mỹ phụ phượng nguyệt con ngươi một hồi co giúp lại sau lưng nàng mấy người cũng là như vậy đã như vậy vậy thì làm phiền các vị ra tay chấn áp cửu thiên thần viêm ta cử hỏa thần điện nhất định có hậu tạ phượng vô cụ già mở miệng lần nữa nhìn vòng quanh đám người người mỹ phụ phượng nguyệt như là thời gian đầu tiên đem người hướng diệp thần tập sát đi phượng vô cụ già ánh mắt nhìn về cửu thiên thần viêm không biết các vị có thể nguyện giúp lão hủ giúp một tay bà quân thầm mắng một tiếng cáo già giúp người thu phục cửu thiên thần viêm nằm mơ đó là tự nhiên cửu thủ giao mặt mỉm cười dẫn đầu hướng cửu thiên thần viêm phóng tới dẫu sao dáng vẻ phải làm đủ, nhưng muốn muốn xuất lực, vậy tuyệt không thể nào. Mọi người ở đây cũng không phải người ngu, ước gì cửu thiên thần viêm chạy trốn, đế viêm nếu là bị thu phục. Như vậy nếu thời gian dài, huyền yêu vực đem ra đời một tôn tiên đế cường giả, đó là các phe cũng không muốn nhìn thấy. Vũ hoàng cổ đế cái loại này cấp bậc sợ rằng cũng không hy vọng thấy, dẫu sao quang nhâm phi phàm và thái thượng thiên nữ đã quá để cho hắn phiền não. Còn như diệp thần, một cái bách già cảnh tiểu tử mà thôi, cho dù là thiên phú được, ở mảnh chiến trường này bên trên, vậy không vào được đám người pháp nhãn, bị bỏ quên đi. Cửu Thiên Thần Viêm trong tay súng trường qua múa, lấy nguyên thủy nhất tư thái đối địch, một súng phá không, cử thủ giao vội vàng tránh thoát trong nháy mắt. Nhưng là phát hiện chuôi này quỷ dị binh khí lại là hóa thành một đầu dao xà, quay đầu hướng mình dương ra miệng to cắn xé tới. Oanh! Một cái chín thủ giao long ngay tức thì xé rách vạt áo hiện ra hư không, quanh quẩn thân rồng gật đầu gian có thể nuốt trời. Phun hơi thở rồng tránh thoát cửu thiên thần viêm nhất thức, nhưng cũng chưa từng lại thừa thắng truy kích. Ừ. Cửu Thiên Thần Viêm đối với những người này trong lòng tính toán há có thể không nhìn ra, lúc này liền là đổi lại thân hình hướng bạc quân phương hướng phá vòng vây đi. Bên kia trên chiến trường, Phượng Viêm Cửu vẻ mặt lãnh đạm, ngăn ở Diệp Thần trước người, lạnh lùng nói, "Hôm nay có ta ở đây, các ngươi đừng hòng động hắn phân nửa." Hồ đồ. Hết thảy các thứ này cũng là vì Cửu Hỏa Thần Điện. Người Mỹ phụ Phượng Nguyệt lớn tiếng dày, ở sau lưng sáu tên vô lượng cũng là mặt lộ không đành lòng vẻ như vậy cửu hỏa thần điện không muốn cũng được phượng viêm cửu cười lớn một tiếng phượng nguyệt sau lưng mấy người nhưng là trầm giọng nói lão cửu chớ có hồ ngôn loạn ngữ ta khinh thường cùng các ngươi những thứ này bị ổi hạng người nhập bọn tục tăng tóc đỏ người đàn ông không nhiều lời nữa hóa thành một đầu phượng hoàng dựng thân hư không sát ý bùng nổ tới đi ta tới thăm các ngươi những năm này tiến bộ liền nhiều ít phượng viêm cửu mặc dù là cửu hỏa thần điện đứng hàng chót hết cửu trưởng lão nhưng cũng không có nghĩa là hắn là yếu nhất ngược lại Lý lịch nhất cạn trẻ tuổi nhất hắn đã bước chân vào vô lượng cảnh trung kỳ chính là cửu hỏa thần điện thiên tài hoàng rực chém ở bên người hắn hai phiến to lớn cánh tới giữa hai bánh thiêu đốt vòng sáng chậm rãi hiện lên lại không ngừng ngưng tụ từng tia màu đen khí tức hủy diệt lan tràn phượng viêm cửu đang liều mạng mấy người các ngươi bắt hắn lại phượng nguyệt vẻ mặt run lên lúc này phân phó sau lưng ba người bắt phượng viêm cửu tự thân chính là ánh mắt chăm chú nhìn thái thần ngươi rất mạnh người mỹ phụ trầm giọng nói diệp thần ngươi điều dưỡng thương thế nơi này giao cho ta thái thần khẽ mỉm cười ung dung tới giữa chưa từng cầm người bất kỳ coi ra gì tử sam tuyệt thế hắn nhìn thấu diệp thần rất khó đối phó hôm nay trạng thái mặc dù không biết kết giới bên trong cùng cửu thiên thần viêm chuyện gì xảy ra nhưng chỉ cần còn sống đi ra tiếp theo là được không lo được diệp thần nhẹ khẽ gật đầu ngồi xếp bằng nhập định bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao trong im lặng vận chuyển là hắn khôi phục thương thế trong đầu không ngừng hiện lên qua vậy một phiến cổ chiến trường u minh nhất tộc thái thần hơi ngẩn ra lúc trước nhập trước cấm địa hắn chính là và diệp thần thấy qua phượng nguyệt thi triển u minh lãnh hỏa đối với cái này nhất tộc thái thần cũng là hơi có nghe đồn không nghĩ tới lại là bị trước mắt người mỹ phụ đoạt vậy nhất tộc bên trong u minh lãnh hỏa là bọn chúng tín ngưỡng hôm nay ở nơi này trong tay mỹ phụ có thể tưởng tượng được nữ nhân này thân phận không đơn giản phượng nguyệt trầm giọng nói các hạ ta mặc dù không biết ngươi thân phận nhưng cùng huyền yêu vực là địch có thể không sáng suốt ngươi hiện tại thối lui ta không truy cứu ở sau lưng nàng ba tên vô lượng áp trận rất nhiều một lời không hợp liền khai chiến ý đồ ha ha huyền yêu vực từ sam thái thần áo dài vù vù vang dội hai tay thua lập trong mắt bên trong lóe lên ánh sao nhẹ giọng lưu díu thật là đáng buồn nhất tộc phượng nguyệt mặt lộ sát ý đã như vậy vậy thì vĩnh viễn ở lại cửu hỏa thần điện đi u minh lãnh hỏa Suối vàng linh diễm, viêm dương linh hỏa, huyền vũ thanh diễm, bốn màu hỏa trụ đồng thời bay lên giao hội ở cửu hỏa thần điện bầu trời quanh quẩn lượn lờ xếp thành một đầu thải phượng kêu nhẹ ở người bên vạn vẹo không gian hoàn toàn vỡ vụn ra không gian phong bạo lực tràn vào thoáng qua tới giữa đều bị nhiệt độ kinh khủng nơi bốc hơi từng tia hỗn độn lực lan tràn ra cho dù là vô lượng cảnh tầng thứ bốn dính trên vật này vậy cực kỳ phiền toái. Phượng vô cụ già chú ý tới như vậy trên trường thế cục, một món sát ý bung ra, uy áp kinh khủng đem hỗn độn hơi thở chặt đứt. Nhưng mà liền trong một cái chớp mắt này phân thần, cửu thiên thần viêm kim mang chính là lột hắn hắc bào một góc vạt áo, chấn nộ cụ già lại nữa nương tay, tiếp liền đếm trường đánh ra, chấn động được hoàn vũ bể tan tành, thời gian gần như chảy ngược. Cửu thiên thần viêm ở phượng vô cụ già dưới áp chế lần lượt tháo chạy, bà quân cùng cửu thủ giao nhìn nhau liếc nhau một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Trên hư không trăm trượng thải phượng cánh kéo dài triển khai, mỗi một lần vỗ, chính là vô số hỏa linh múa lên, kể cả không gian cùng nhau chiếm đoạt. Vèo. Một đạo xinh đẹp tử mang giống như như sao rơi vạch qua, thẳng lột thải phượng đầu cao ngạo. Cái gì? Phượng Nguyệt cùng bốn người ngay tức thì đờ đẫn, liên thủ thi triển dung hợp kỹ, như vậy bị tùy tiện phá vỡ. Liên liên ở quyết chiến ba người Phượng Viêm Cửu đều là không khỏi một hồi kinh hãi, lần đầu tiên gặp mặt lúc chính là mơ hồ nhận ra được thái thần bất phàm, nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến loại này các ngươi hẳn vui mừng diệp thần vị kia hộ đạo giả không có ở đây chiếm đoạt từ sam thái thần cách không chỉ một cái chờ sắc bén từ mang nổ bề ra giống như ngân hà vậy rực rỡ xếp thành một phiến minh mông cái khủng lực cắn nuốt ngay tức thì bùng nổ thải phượng vậy trăm trượng thân thể kể cả tan vỡ đầu lâu cùng với trong hư không nơi rơi xuống máu tươi cùng bị cuốn vào trong đó ở hắn tay phải tới giữa một cái màu tím nước xoáy ở nhảy động thái thần sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch hiển nhiên cái này bốn người hợp kích cũng cho hắn không nhỏ áp lực Tây tay áo vung tay lên nhẹ như lụa mỏng lộng lẫy ngân hà chậm rãi tàn đi thái thần cánh tay phải run rẩy kịch liệt mỗi một nhánh kinh mạch đều ở đây sao động máu bắn tán loạn ra phịch một tiếng rên hắn một cái cánh tay phải vào lúc ầm ầm bạo tán vết máu bắn tung tóe ở đó không hề bận tâm gương mặt bên trên nhuốm máu tím khâm phong tư tuyệt thế chỉ muốn một cái cánh tay phải làm giá phượng nguyệt sắc mặt âm trầm đặt chân vô lượng tầng thứ này một cái cảnh giới nhỏ chính là rãnh trời khác biệt dĩ nhiên nàng vậy nhìn ra được thái thần máu tươi tản đi chút xa không bằng lúc trước cường đại như vậy liên thủ phượng nguyệt cùng bốn người chia làm thái thần bốn phương đem bao vây có góc thế tấn công nói yên tâm hắn hôm nay chỉ có một cánh tay thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh cửu hỏa phong ma trận người mỹ phụ mái tóc dài giờ phút này bạo tán ra tóc tai bù xù hình dáng thật là đáng sợ ngoài ra ba người hộ ứng lên bốn phương trận kết ra một tấm màu đen lưới lớn đậm đà hủy diệt ý chí hơi thở phân bố dính hẳn phải chết nhắm ngay phía dưới thái thần bốn đạo nhập trụ vậy mênh mông hơi thở tất cả đều tràn vào lưới lớn bên trong phù văn thần bí đổ ánh thương khung uy áp khủng bố như vậy nhất khí hóa tam thanh tử sam thái thần ngay tức thì bạo khởi nếu thật để cho trận này rơi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ ba đạo phân thân chật hướng thực lực so với phong nguyệt mà nói thấp kém ngoài ra ba người phóng tới muốn phá trận hừ phân thân mà thôi làm sao? người đàn ông hừ lạnh một tiếng, vừa định châm chọc, nhưng là thấy lạnh cả người tập kích để bụng gian. Thái Thần hai ngón tay cũng kiếm, một cái chỉ kiếm kẹp theo lanh lợi tử mang lột trong đó một tên vô lượng cảnh cường giả đầu, máu tươi nhập trụ vậy phun ra, thiên địa dị tượng xảy ra, vô số sấm sét rơi xuống. có người bỏ mình, cùng trong lúc nhất thời hai người khác ngay tức thì rút lui đi lực lượng cần phải bỏ chạy, có thể vẫn là là lúc đã chậm.